Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án là Binance Smart Chain .net chain nha các bạn. Mình nhận tóc cần BC nha các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram bấm start chatbot nha các bạn. Thì mình sẽ get được 250 tóc cần BC, một tóc cần BC khoảng 0.02 USDT và nhóm cho này rất nha. Các bạn đây coi dự án này mạng phương. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join lên nhóm chat, nhóm group này nè các bạn. Và các bạn điền cứ bình luận là một chữ đi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục con follow kênh seller nữa nè các bạn. Phần mình xuống đây mình xem thông tin các bạn. Binance Smart Chain. Rồi tiếp tục con đáp lại đi các bạn ơi. Tiếp tục con follow tại Twitter thôi. Và follow minimum. Các bạn việc theo dõi nha các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận với tôi quyết đi nha các bạn. Các bạn chấp nhận với username nha các bạn. Các bạn ghi ở cộng BC rồi các bạn tweet lại các bạn. Sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn follow, tiếp tục follow minimum nữa các bạn. Trên minimum hiện ra trong web này lỗi thì đây thì các bạn chỉ bấm tải lại nha các bạn. Rồi tải ơi. Trên Medium thì các bạn follow các bạn. Các bạn nhấp vào hình đen đen các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng thời gian là cái link profile minimum mình các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn lấy link profile minimum đó các bạn. Vì trong web này nó quá nặng. Rồi bạn bấm vào nút submit tên nha các bạn. Tiếp tục bạn bấm done. Tiếp tục thì các bạn gửi là đường link profile tại Twitter của mình thì các bạn mở tại Twitter của mình ra nè các bạn. Tất cả các bạn nhấp vào ba cho bên cùng. Bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba trên đầu bạn chia sẻ các bạn. What mơ làm ba cái video của máy này hết nổi luôn. Rồi các bạn sao chép cho khoai như tạm các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Mình gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link profile minimum mình thì các bạn mình mới hướng dẫn các bạn lấy đây nha các bạn. Thì các bạn bắt đắp lên, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain. Tóc cần này nó sẽ list sàn MRC các bạn, khá là ngon, mình rất thích cái sàn MRC các bạn. Vì sàn MRC vừa uy tín vừa. Rồi các bạn sao chép các bạn. Dạ tôi cần list sàn MRC cũng rất là có giá trị các bạn. Rồi bạn dán vào đồng gửi cho bot nè. Tiếp tục comment zone sau kênh Telegram group nữa nè. Ơ các bạn bấm don các bạn. Rồi các bạn ơi, đây thì nguồn airdrop Synro Rocket, nguồn airdrop mới ra luôn các bạn. Mình không biết luôn. Tại vì mình không biết ra lâu không, nhưng mình mới biết nguồn airdrop này các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn follow xong rồi bấm don các bạn thì các bạn sẽ thấy được, các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, tôi cần nó sẽ cập nhật vào phần cuối sau cho mình các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.